Tài chính vừa có công văn số 8288 gửi các bộ ngành địa phương hướng dẫn triển khai các quy định tại luật đất đai năm 2024 liên quan đến công tác quản lý sử dụng tài sản công. Theo Bộ Tài chính, bảng giá đất do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh ban hành theo quy định của luật đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Trường hợp cần thiết, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế giá đất tại địa phương. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất đối với trường hợp này nếu có, thực hiện theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 71-2024 của Chính phủ quy định về giá đất. Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai thi hành luật đất đai năm 2024, ban hành kèm theo quyết định số 222 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ. Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nghị định số 104 quy định về quỹ phát triển đất trong đó có quy định về tính thu nộp miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuế đất, quy định về tổ chức hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ phát triển đất, xử lý chuyển tiếp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp đã được giao đất cho thuê đất về hoạt động của quỹ phát triển đất trước ngày luật đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành quy định về trách nhiệm của bộ cơ quan trung ương có liên quan, ủy ban nhân dân cấp tỉnh sau khi các nghị định này có hiệu lực thi hành. Bộ Tài chính đề nghị các bộ cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay các trách nhiệm được giao theo quy định của chính phủ. Trong một diễn biến khác, mới đây cục thuế thành phố Hồ Chí Minh lại vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng việc áp dụng quyết định số 02/2020/QĐ-UBND đối với các trường hợp áp dụng giá đất tại bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 điều 159 luật đất đai năm 2024 sẽ phát sinh những bất cập vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế. Dù rằng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cũng nói rõ, căn cứ luật đất đai năm 2024 thì kể từ ngày 1 tháng 8, quyết định số 02/2020 QĐ UBND do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nếu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục cho phép áp dụng bảng giá đất 2020-2024 không có hệ số điều chỉnh giá đất, không có tỷ lệ phần trăm tính tiền thuê đất đối với trường hợp nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm thì việc tính thu tiền sử dụng đất tiền thuê đất thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản không thể thực hiện đúng theo quy định pháp luật Do đó, cục thuế thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sớm ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung quyết định số 02/2020/QĐ-UBND cho phù hợp với tình hình thực tế và sớm có hướng dẫn chỉ đạo việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật, bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất, tỷ lệ phần trăm tính thu tiền thuế đất để cơ quan thuế kịp thời tính nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với các hồ sơ phát sinh từ ngày 1 tháng 8. Trước đó, tại hội nghị chuyên đề những nội dung điểm mới quan trọng của luật đất đai năm 2024 cho đội ngũ cán bộ chủ chốt thành phố và cơ sở do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức sáng ngày 26 tháng 6 vừa qua. Ông Lê Minh Ngân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, luật đất đai năm 2024 đã trải qua 9 lần sửa đổi, bổ sung và là đạo luật quan trọng, tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh. Luật đất đai năm 2024 gồm 16 chương, tăng 2 chương so với Luật đất đai năm 2013, bổ sung một chương về phát triển quỹ đất, tách riêng chương về thu hồi đất, trưng dụng đất và chương về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Ông Lê Minh Ngân nhận định, so với luật đất đai năm 2013, luật đất đai năm 2024 có nhiều điểm mới, mang tính đột phá, giải quyết tình trạng trồng chéo, mâu thuẫn trong các chính sách pháp luật có liên quan đến đất đai. Luật đất đai năm 2024 cũng giải thích và làm rõ các khái niệm, đã bổ sung thêm 22 khái niệm, trong đó có những khái niệm hoàn toàn mới như vùng giá trị, vùng phụ cần, quyền thuê trong hợp đồng thuê đất. Như chương 5, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chương 7, bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất. Chương 9: giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Chương 10: đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo ông lê minh ngân luật quy định về đổi mới nội dung phương pháp quy trình tổ chức lập điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch kế hoạch sử dụng đất nội dung quy hoạch sử dụng đất phải kết hợp giữa chỉ tiêu các loại đất gắn với không gian phân vùng sử dụng đất hệ sinh thái tự nhiên thể hiện được thông tin đến từng thửa đất tăng cường công khai minh bạch sự tham gia của người dân trong công tác lập quy hoạch sử dụng đất thông qua việc tổ chức lấy ý kiến Luật cũng bỏ khung giá đất, ban hành bảng giá đất mới từ mùng 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, luật đất đai năm 2024 đã bỏ khung giá đất. Đồng thời, tại Điều 159 của luật này quy định, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ công bố bảng giá đất mới áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2026. Hàng năm, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phải trình Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 1 năm sau. Bên cạnh đó cũng quy định đất không có giấy tờ trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 được cấp sổ đỏ, khoản 3 điều 138 Luật Đất đai năm 2024 cũng quy định hộ gia đình cá nhân sử dụng đất từ 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 không có giấy tờ về quyền sử dụng đất sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện sau: không vi phạm pháp luật về đất đai, không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền, nay được ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là không có tranh chấp. Đồng thời đất cấp sai thẩm quyền sau năm 2014 sẽ được cấp sổ đỏ. Cụ thể đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình cá nhân từ ngày 1 tháng 7 năm 2014 đến trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 đáp ứng các điều sau theo quy định tại khoản 4 điều 140 Luật Đất đai năm 2024 thì được cấp sổ đỏ. Cụ thể, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất. Luật đất đai năm 2024 cũng bổ sung thêm hình thức bồi thường bằng đất khác mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi nhà ở. Ưu tiên người dân được bồi thường bằng đất bằng nhà, được lựa chọn bồi thường bằng tiền nếu có nhu cầu. Bên cạnh đó chỉ được thu hồi đất khi đã bàn giao nhà ở tái định cư. Ông Lê Minh Ngân cho biết thêm, tại khoản 6 điều 91 Luật đất đai năm 2024 nêu rõ, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Khoản 5, điều này cũng quy định khu tái định cư phải hoàn thiện các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài các khoản hỗ trợ như quy định hiện hành, luật đất đai năm 2024 bổ sung thêm các khoản hỗ trợ, hỗ trợ di rời vật nuôi, hỗ trợ để tháo rỡ, phá rỡ, di rời đối với tài sản gắn liền với đất là phần công trình xây dựng theo giấy phép xây dựng có thời hạn theo pháp luật về xây dựng mà đến thời điểm thu hồi đất giấy phép đã hết thời hạn. Luật Đất đai năm 2024 cũng cho phép người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp được nhận chuyển nhượng đất trồng lúa, trong khi theo khoản 3 điều 191 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa. Tuy nhiên tại khoản 8 điều 45 Luật Đất đai năm 2024 không còn quy định trường hợp này, theo đó người không trực tiếp sản xuất nông nghiệp vẫn được phép nhận chuyển nhượng, tặng cho đất trồng lúa. Ngoài ra tăng hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp theo khoản 1 điều 177 Luật Đất đai năm 2024 cho phép hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất thay vì 10 lần như Luật Đất đai năm 2013.